năm tới là năm 2024, riêng với hệ thống Họa Mi chúng tôi, với mục tiêu là sẽ mở rộng thêm chuỗi spa thêm khoảng 200 chuỗi spa trên toàn quốc. Và đặc biệt hơn nữa, chúng tôi sẽ thực hiện rất nhiều dự án chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho những người dân ở những khu vực địa phương xa xôi nhất. Tiếp theo, chúng tôi sẽ ưu tiên những dự án đào tạo nghề miễn phí để chúng ta xóa được cái nạn là thất nghiệp ở mức hiện tại. Với mục tiêu của chúng tôi sẽ chạm mốc đến 1 triệu chị em phụ nữ xinh đẹp và khỏe mạnh. Đồng thời, chúng tôi sẽ giúp nhiều hơn rất nhiều chị em phụ nữ có một mức thu nhập ổn định từ 5 triệu đến 200-300 triệu trở lên. Thì mình tự tin rằng là với sự song hành và nền tảng vững chắc của tập đoàn thì Thảo Dược SKB sẽ vươn tầm phát triển mạnh mẽ năm 2024, và tất cả các anh chị em đại lý hệ thống cũng quý cũng cùng như là những các đối tác song hành cùng với Thảo Dược SKB sẽ tiếp tục đồng hành cùng với cả công ty để lan tỏa những giá trị này. Và mình tự tin rằng là với sự hậu thuẫn, với sự phát triển và những chiến lược đỉnh cao của tập đoàn trong năm 2024 sẽ giúp cho Thảo Dược SKB lên một tầm cao mới và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Kế hoạch của mình trong năm 2024 thì mình đang có những cái dự định là với riêng về cái sản phẩm của Bà Thông thì không cần phải nói nữa, bởi vì thực sự khi bất kỳ ai chạm đến cái môi trường Bà Thông thì mọi chúng mình đều rất là yêu sản phẩm, thì không nói bởi vì nó quá là chất lượng. Bản thân mình ngày xưa là cũng không được có một cái làn da như thế này đâu. Nhưng khi đến với Bà Thông thì mình sở hữu một cái làn da trắng sáng và mình cảm thấy mình tự tin với cái con người của mình. Thì trong cái dự định năm 2024 thì mình mong muốn là sản phẩm của Bà Thông sẽ vươn ra đến tầm quốc tế. Và cái này là chúng mình đang làm rồi. Và mình cũng hy vọng rằng sẽ kết nối được nhiều với những thành viên, với những cộng đồng bên ngoài để họ biết đến những cái sản phẩm của Bà Thông nhiều hơn. Mục tiêu của năm 2024, tôi tin tưởng tuyệt đối vào sự dẫn dắt của Chủ tịch Thêm Nguyễn, người thuyền trưởng vĩ đại, với ban lãnh đạo công ty. Và đặc biệt hơn nữa là chúng tôi rất may mắn khi chúng tôi được làm việc với những người thầy vĩ đại, là những người cố vấn chiến lược cấp cao của tập đoàn, đưa cho chúng tôi những định hướng, những đường lối, những cái chiến lược rất là cụ thể và chi tiết, và chúng tôi chỉ cần thực hiện thôi. Thì tôi tin chắc rằng là mục tiêu năm 2024 của riêng hệ thống Soi Sáng nói chung và tập đoàn Vinaco sẽ đạt được. Và hệ thống Soi Sáng với mục tiêu năm 2024, hệ thống về quân số là 1.500 thành viên và doanh số là 50 tỷ trên một năm. Và tôi tin chắc rằng là tôi sẽ làm được và thêm Vinaco chắc chắn sẽ làm được. Cái mục tiêu của 2024 mình muốn là hệ thống của mình sẽ 100 người và lương doanh lợi nhuận của mình là 200 triệu tháng. Và mình có mục tiêu là sẽ đưa tất cả những cái sản phẩm này đến lan tỏa được nhiều hơn. Với bản thân Thương, năm 2024 chắc chắn rồi sẽ để lại những cái kết quả nhất định, và chắc chắn với mục tiêu rằng mình sẽ giúp cho hàng nghìn chị em nữa khởi nghiệp thành công với dự án Triệu Người Khởi Nghiệp Thành Công, giúp cho rất rất nhiều chị em phụ nữ trở nên xinh đẹp, hạnh phúc và giàu có hơn trong 2024, và giúp cho đội nhóm của mình sẽ có những người sở hữu cho mình nhà và xe bất động sản nhiều hơn nữa trong năm 2024 sắp tới. Mục tiêu của năm 2024 thì Hiền sẽ giúp cho 100 cơ sở spa, các chủ spa gọi là X5, X10 về doanh số, cũng như là đội nhóm của mình sẽ gia tăng đạt cái con số đó là 500 thành viên. Với chủ đề gala năm nay, thêm Vinaco tung bay toàn cầu, khí thế mới, động lực mới, năm 2024 là năm bứt phá, là nguồn lực, là điểm sáng để đặt mục tiêu thêm Vinaco tung bay toàn cầu. Mục tiêu năm tới thì Thái sẽ đạt gấp 3 lần năm 2023 này. Mình sẽ giúp được thật nhiều các chị em khởi nghiệp thành công. Trong năm 2024, mục tiêu của Hoa cùng với hệ thống Spa System đấy chính là giúp đỡ cho 5.000 các thành viên trong nước và ngoài nước có được một cái nghề ý nghĩa, và bên cạnh đấy nữa là sẽ có khởi nghiệp với chương trình dự án Triệu Người Khởi Nghiệp Thành Công của tập đoàn Vinaco. Và thứ hai nữa đấy là giúp đỡ cho tất cả các thành viên, đặc biệt là những anh chị em từ độ tuổi từ 18 đến trên 50 tuổi sẽ có một cái công việc thay đổi và có cái nguồn thu nhập từ 10 cho đến 200 triệu trên một tháng ạ. Và cái mục tiêu thứ ba của em Hoa nữa đấy chính là
lan tỏa và hỗ trợ cho trên 2.000 những khách hàng mà đang hoạt động và thăm khám với những cái chương trình dự án vì sức khỏe cộng đồng trong năm 2024 ạ. Và cái cuối cùng nữa đấy là mục tiêu đấy là sẽ giúp đỡ cũng như là đồng hành và mở rộng với hơn 100 cơ sở spa dưỡng sinh tại các nước đối tác của Thêmpaco, đặc biệt đấy là ở tại Campuchia, Lào, Thái Lan và một số đất nước khác ạ. Sang năm 2024 này thì Thủy Mộc hướng đến là phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Hệ thống của team Thủy Mộc từ 30 thành viên sẽ trở thành hệ thống 100 thành viên và với cái doanh số đạt trên 1 tỷ mỗi tháng ạ. Mình cũng hy vọng năm tới là mình sẽ không chỉ là chăm sóc sức khỏe được cho những cái người dân ở địa phương mà còn có thể là giúp truyền tải những cái thông điệp cũng như là những cái lợi ích của cái liệu pháp đại thần nông này cho tất cả những cái spa, các bạn chủ spa trên khắp cả nước, để các bạn ấy cũng có được một cái phương tiện, một cái thiết bị để chăm sóc sức khỏe và mang lại cái nhiều cái lợi ích kinh tế hơn nữa cho các chủ spa, để chủ spa không còn là khổ chủ của những năm sau nữa. Tôi tin tưởng là tuyệt đối vào năm 2024 thì Thêmpaco sẽ là một cái bước ngoặt, sẽ là một cái năm là tràn đầy cái sự thịnh vượng. Bởi vì những gì mà chúng tôi thấy được rằng tại Thêmpaco đã xây dựng được những cái nền tảng rất là quan trọng để tất cả các quý đối tác, quý khách hàng rất là an tâm và tin tưởng hợp tác. Và tôi tin là gì ạ, với những điều tuyệt vời mà Thêmpaco dành tặng cho quý khách hàng và quý đối tác, thì 2024 sẽ là một cái năm mà chúng ta sẽ cùng nhau khỏe mạnh, cùng nhau giàu có, cùng nhau thịnh vượng và cùng nhau hạnh phúc. Năm nay là năm Giáp Thìn nghìn tỷ. Đúng hai câu thơ mà muốn gửi tới tất cả lãnh đạo, nhân viên cũng như là tất cả các đối tác và đại lý của tập đoàn Thêmpaco. Nhiệm kỳ ngàn tỷ từ đây, màu xanh thảo dược tung bay toàn cầu. Thách thức thì vượt qua cũng rất là nhiều. Tuy nhiên chúng tôi thấy tự hào nhất đó là khi mà vượt qua mọi thử thách thì chúng tôi đã tạo lên được một hành trình vô cùng tươi đẹp. Từ lòng tin của khách hàng đối với sản phẩm, hơn thế nữa đó là tình yêu, sự đoàn kết, bao dung của tất cả đội ngũ trong bộ máy nhân sự. Và Thêmpaco được khẳng định rằng chúng tôi không chỉ là một doanh nghiệp, hơn thế nữa đó là một gia đình luôn yêu thương, đoàn kết. Và chúng tôi đã khẳng định rằng khi đoàn kết và sáng tạo hội tụ lại thì điều khó khăn gì cũng có thể vượt qua. Một lần nữa, thay mặt cho Thêmpaco, tôi xin gửi đến lời cảm ơn đến với tất cả các quý khách hàng đã tin tưởng, ủng hộ trong suốt những năm qua. Cảm ơn những quý đại lý, quý đối tác đã dành sự tin tưởng và đồng hành để Thêmpaco có được chỗ đứng như hiện tại. Và chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa, cống hiến nhiều hơn nữa để xứng đáng với niềm tin yêu của tất cả. Xin cảm ơn. Nhiệm kỳ nghìn tỷ từ đây, màu xanh thảo dược tung bay toàn cầu. Thêmpaco vượt lên dẫn đầu, cuộc đời đổi mới dân giàu ấm. Thêmpaco tung bay toàn cầu.